Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Căng thẳng leo thang, tàu chiến của Mỹ bắn nổ 9 tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nguyên nhân chính vẫn là do phía Trung Quốc gây ra. Chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn đem Biển Đông ra để thách thức cả thế giới. Ngay lập tức, phía Mỹ đã điều tàu chiến mang tên lửa và bom khai hỏa làm nổ và chìm 9 tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, làm cho giới chức của Trung Quốc tức điên người và đăng lên kế hoạch trả thù Mỹ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, hôm kia hải quân của Mỹ lại cho điều tàu chiến hiện đại bậc nhất thế giới, được trang bị vũ khí tối tân hiện đại đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Tờ báo còn nhấn mạnh, đây là lần thứ 9 Hoa Kỳ điều tàu chiến cỡ lớn đi vào vùng biển này trong năm nay, và mỗi lần tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là lại xảy ra đụng độ căng thẳng giữa hải quân Hoa Kỳ và nhóm tàu chấp pháp của Trung Quốc. Và theo một vị đô đốc hải quân của Mỹ cho biết, cuộc đụng độ trên đã lấy đi một tàu chấp pháp của Trung Quốc. Đô đốc còn nhấn mạnh, lúc tàu của chúng tôi đi vào địa phận eo biển Đài Loan, thì một nhóm tàu chấp pháp của Trung Quốc lao tới hăm dọa và xua đuổi, buộc thủy thủ đoàn của chúng tôi phải phóng một tên lửa bắn chìm một tàu chấp pháp của Bắc Kinh để cảnh cáo. Thưa quý vị, nhắc tới eo biển Đài Loan nhiều lần, nhưng trong bài ngày hôm nay chúng tôi xin được mô tả để quý vị hình dung ra tại sao chính quyền ông Tập Cận Bình lại không thích tàu thuyền của các nước đi qua eo biển này. Xin thưa với quý vị, eo biển Đài Loan còn có một tên gọi khác, đó là eo biển Formosa. Eo biển này rộng khoảng 180 km, chia cách đảo Đài Loan và Trung Quốc. Eo biển là một phần của Biển Đông và tiếp nối với biển Hoa Đông ở phía Bắc. Trong âm mưu thôn tính Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ngoài nhắm đến vùng Biển Đông rộng lớn của các nước khu vực Đông Nam Á, thì Bắc Kinh muốn sở hữu Đài Loan. Chính quyền của ông Tập muốn thống nhất Đài Loan, muốn Đài Loan là của Trung Quốc, và khi đó eo biển trên đương nhiên sẽ thuộc về Bắc Kinh. Một eo biển mà theo giới quan sát nhận định có một vị trí địa chính trị hết sức quan trọng trên Biển Đông. Vì thế mà phía Trung Quốc luôn có ý đồ sở hữu eo biển Đài Loan bằng mọi giá và bất chấp tất cả. Đó là lý do vì sao mà mỗi khi tàu chiến của Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Nga và Ấn Độ đi vào vùng Biển Đông và qua eo biển Đài Loan thì đều bị tàu chiến, tàu dân quân biển, tàu cảnh sát biển, tàu hải cảnh, tàu chấp pháp của phía Trung Quốc hăm dọa và uy hiếp. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, hành động Mỹ liên tục điều tàu chiến mang tên lửa đi qua eo biển Đài Loan được cho là một hành động chọc giận phía Trung Quốc. Bắc Kinh cho đây là một động thái gây căng thẳng xung đột trên Biển Đông. Hành động trên nếu quá đà sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến trên Biển Đông giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và theo các nhà quan sát cho biết, hôm kia hải quân của Mỹ đã điều tàu chiến USS có tên là USS Tezet đi qua eo biển Đài Loan để thách thức chủ quyền của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Một động thái được cho là chọc tức Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang rất căng thẳng. Được biết, chính quyền của Tổng thống ông Joe Biden trong thời gian vừa qua liên tục gây sức ép và tấn công Trung Quốc trên tất cả các mặt trận, nhất là cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần 2 năm vừa qua mà chưa có hồi kết, và trong cuộc chiến ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược, hống hách của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Theo hãng tin Reuters cho biết, đây là lần thứ 9 tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đi qua biển của Đài Loan trong vòng 9 tháng vừa qua, và mỗi lần có sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ lại có sự xung đột lớn với cả các tàu của Trung Quốc. Được biết, hải quân của Mỹ đã bắn hạ 9 tàu Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có 3 cái cháy và 6 cái chìm, làm cho giới chức của Trung Quốc tức giận đùng đùng, và Bắc Kinh tuyên bố rằng Trung Quốc không ngán chiến tranh, Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến với cả Mỹ ở ngoài Biển Đông. Và phía Trung Quốc liên tục phát đi thông báo cáo buộc Mỹ chính là nguyên nhân gây ra bất ổn an ninh không chỉ cho Biển Đông, cho biển Hoa Đông, cho Đài Loan, cho Hồng Kông, mà cho cả thế giới. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình cho biết, việc Mỹ liên tục điều các tàu chiến mang tên lửa, mang bom và máy bay chiến đấu đi lại tại vùng Biển Đông, nhất là xung quanh các đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc cho là đang xây dựng hợp pháp ở ngoài Biển Đông và đi qua eo biển Đài Loan. Đó là một hành động đổ dầu vào lửa giữa lúc quan hệ Trung, Mỹ vốn đang hết sức căng thẳng, và Bắc Kinh sẽ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, thậm chí có thể phóng tên lửa hủy diệt các tàu chiến của Mỹ. Theo giới quan sát cho biết, động thái của Mỹ là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Joe Biden với cả Đài Loan,
nhưng lại là bất đồng quan điểm và gây ra xung đột căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Thưa quý vị, hôm qua ngày Trung Quốc cảnh báo nước này sẵn sàng chiến tranh nếu như Mỹ cố tình can thiệp vào tiến trình độc lập của Đài Loan. Theo tờ báo China Post của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết chúng tôi phải dứt khoát chỉ ra rằng việc tìm kiếm độc lập ở Đài Loan là không thể xảy ra, và nếu có thể thì những người dám cố tình chia cắt Đài Loan khỏi đất nước và quân đội của Trung Quốc thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự thống nhất cũng như toàn vẹn lãnh thổ. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, Mỹ không bao giờ sợ Trung Quốc, nhất là giới chính quyền Tổng thống ông Joe Biden. Tổng thống Joe Biden đã rất mạnh mẽ khi ký một hợp đồng bán vũ khí cực lớn cho Đài Loan, để Đài Loan có những khí tải, vũ khí hiện đại chống lại phía Trung Quốc. Và trong thời gian dài vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn mong muốn Đài Loan sáp nhập vào Trung Quốc đại lục, nhưng chính quyền của Đài Loan thì cương quyết không bao giờ sáp nhập vào phía Trung Quốc, mà muốn tách ra trở thành nước độc lập. Hoa Kỳ thì luôn ủng hộ phía Đài Loan, và trong thời gian dài vừa qua, Hoa Kỳ liên tục sát cánh với cả Đài Loan để chống lại phía Trung Quốc. Thưa quý vị, dù không thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ lại giúp Đài Bắc tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, mà cụ thể ở đây là Bắc Kinh, bằng cách cung cấp cho Đài Loan rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất của thế giới. Trong khi đó, lâu nay Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan. Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với cả Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội của Bắc Kinh cũng liên tục tăng cường các cuộc tập trận xung quanh eo biển Đài Loan như bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa để thị uy sức mạnh, cũng như là răn đe Đài Loan rằng Đài Loan là của Trung Quốc, và Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng sẵn sàng chiến tranh nếu như phát hiện được bất cứ hành động của một ai, của một nước nào liên quan tới việc giành độc lập cho Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cảnh báo Mỹ đã gây ra bất ổn cho tình hình ở Biển Đông, cũng như là ổn định trên toàn thế giới khi mà phía Washington đã ký vào một cái hợp đồng bán vũ khí, bán máy bay chiến đấu và F-35 cho phía Đài Loan. Còn theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh sẽ có những nỗ lực hết sức để hợp nhất Đài Loan trong hòa bình. Nếu có bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan ra khỏi đại lục, quân đội của Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, hợp nhất Đài Loan vào một lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, trên con đường độc chiếm Biển Đông, cũng như là âm mưu để trở thành cường quốc số một thế giới vào năm 2050 theo ý nguyện của ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản của phía Trung Quốc, Bắc Kinh đã bất chấp tất cả, kể cả luật pháp quốc tế, khi trong thời gian vừa qua, Bắc Kinh liên tục điều các tàu thuyền xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn mong muốn độc chiếm cả Đài Loan để hợp nhất thành một Trung Quốc đại lục. Trung Quốc cũng muốn sáp nhập Hồng Kông vào với Trung Quốc để thành một Trung Quốc lớn mạnh. Vì thế, trong thời gian nàng vừa qua, chỉ trong vòng 4 tháng, Hồng Kông liên tục xảy ra những cuộc biểu tình đẫm máu. Và gần đây nhất là vào ngày hôm qua, Hồng Kông đã trở thành biển lửa khi rất đông người xuống đường biểu tình và cảnh sát đã phải bắn đạn thật. Được biết, quân đội của Trung Quốc đã điều đến giáp Thâm Quyến và chỉ có 10 phút sang Hồng Kông để dẹp loạn. Và tất cả những diễn biến gây căng thẳng trên Biển Đông, cũng như là căng thẳng cho Đài Loan, Hồng Kông và Mỹ đều nguyên nhân là do phía Trung Quốc gây ra. Tham vọng của ông Tập Cận Bình muốn đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 của thế giới vào năm 2050, mà muốn trở thành cường quốc số 1 thế giới, cũng như bá chủ thế giới, thì Trung Quốc đầu tiên là phải chiếm được Biển Đông, phải chiếm được eo biển Đài Loan, phải chiếm được Đài Loan và Hồng Kông. Sau đó, các bước đi tiếp theo của ông Tập Cận Bình sẽ rõ ràng như ban ngày. Và chúng ta hãy chờ xem ông Tập Cận Bình trong tương lai sẽ làm những điều gì tiếp theo. Tập Cận Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thời gian vừa qua, mạng xã hội nước ngoài rầm rộ chia sẻ hình ảnh đập tam hiệp của Trung Quốc bị vỡ, nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 7 vừa qua, tờ The Paper.cn của Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, tờ này cho biết những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều chi tiết không khớp với thực tế của đập tam hiệp. Ví dụ, sau khi tìm kiếm những hình ảnh đó trên Google, Yandex và Baidu, Paper.cn nhận thấy một bức ảnh cho thấy hàng nghìn người mắc kẹt do vỡ đập thực ra đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2021. Thực chất, bức ảnh này chụp lại cảnh người dân và đội cứu hộ đang cùng nhau chống lũ lụt tại một ngôi làng ở huyện Tắc Sơn, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc.
Bên cạnh đó, các vách đá ở hai bên bức ảnh cho thấy con đập bị vỡ không hoàn toàn tương ứng với con đập thật, Paper.cn cho biết. Ngoài ra, đội ngũ của The Paper cũng đã sử dụng Hive, công cụ phát hiện hình ảnh AL, để kiểm tra các hình ảnh và nhận thấy những hình ảnh này có xác suất do AI tạo ra hơn 99%. Sự thật đã được công bố ngay sau đó. Theo đó, mực nước tại Nghi Sương, nơi có con đập Tam Hiệp rơi vào khoảng 44,5m, chưa vượt ngưỡng cảnh báo 53m. Dữ liệu được lấy từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, cũng trong khoảng thời gian này không có báo cáo nào về hỏa hoạn hoặc vỡ đập. Không ngừng bị đồn đoán rạn nứt, vỡ, đập Tam Hiệp mới đây bất ngờ nhận tin vui lớn khiến ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Đập Tam Hiệp nằm chặn ngang sông Trường Giang ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, xây dựng vào năm 1994, cho đến nay được xem là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, công suất cũng như giá trị mà nó mang lại là vô cùng lớn đối với đất nước thị dân. Mới đây, cơ quan quản lý của đập đã công bố một tin cực vui, đó là trong suốt 20 năm qua, tổng sản lượng hàng hóa thông qua các âu tàu tại đập Tam Hiệp đã vượt quá 1,91 tỷ tấn trong khoảng thời gian 20 năm. Âu tàu được ghi nhận đã đón hơn 993.000 tàu thuyền cùng khoảng 12,20 triệu lượt hành khách qua lại. Ngay từ khi chạy thử nghiệm vào ngày 18 tháng 6 năm 2003, cho đến nay có rất nhiều sự thay đổi và nâng mức trọng tải tối đa của tàu thuyền từ 1.000 tấn lên 5.000 tấn. Việc chú trọng phát triển giao thông đường thủy đem lại rất nhiều lợi ích cho Trung Quốc vì vừa tiêu thụ ít năng lượng, ít ô nhiễm, lại có thể tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Trước đó, vào năm 2022, sản lượng hàng hóa thông qua âu tàu đập Tam Hiệp được ghi nhận là đạt mức kỷ lục 156 triệu tấn, tăng nhanh qua các năm. Để vận hành hệ thống kiểm soát thủy lợi đa chức năng này, cơ quan quản lý đã phải cực kỳ sát sao và cẩn thận trong mọi khâu. Với chiều dài đập là 2.309 m, chiều cao 185 m, có âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam, cùng 34 tổ máy phát điện với hệ thống tổng hợp có công suất phát điện là 22,5 triệu kW, thì những lợi ích đập Tam Hiệp mang lại cho Trung Quốc là điều không còn gì bàn cãi. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện thông tin và hình ảnh cho rằng đập Tam Hiệp bị vỡ và nhiều khả năng khiến đất nước thị dân rơi vào thảm họa. Thế nhưng sau đó, dân tỉnh đã nhanh chóng phát hiện ra điểm vô lý trong bức hình được lan truyền. Không chỉ không khớp với hình ảnh thực tế của đập Tam Hiệp, hình ảnh này còn bị hai công cụ phát hiện hình ảnh AI kiểm chứng xác suất do AI tạo ra lên đến hơn 99%. Do đó, chuyện đập Tam Hiệp cháy, vỡ là hoàn toàn lời bịa đặt. Mới đây, một kế hoạch xây dựng thủy điện mới tại Trung Quốc đã được công bố với mục tiêu bơm tích trữ lượng nước phát điện lớn gần 10 lần công suất hiện tại của siêu đập Tam Hiệp bằng công nghệ thủy điện tích năng. Theo hãng tin Bloomberg, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Điện Trung Quốc Power China, ông Ding Zhanwang cho biết, nước này có kế hoạch bắt đầu xây dựng hơn 200 nhà máy thủy điện tích năng để thể tích trữ lượng nước đủ để tạo ra công suất phát điện tới 270.000 MW vào năm 2025. Con số này gấp hơn 10 lần công suất của siêu đập Tam Hiệp, 22.500 MW. Ông Ding Zhanwang nói với tờ People Daily rằng, kế hoạch này sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích trữ nhiều hơn tất cả các nhà máy thủy điện ở Nhật Bản. Nó cũng sẽ nâng công suất lắp đặt của Trung Quốc lên khoảng 10% và tăng khả năng tích trữ năng lượng của thế giới lên khoảng 170%. Nếu những kế hoạch này được tiến hành, chúng sẽ đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với những gì được đề xuất trong kế hoạch 5 năm của Trung Quốc cho giai đoạn năm 2021-2025. Các kế hoạch trước đó được dự tính sẽ đưa lượng nước tương đương 62.000 MW vào tích trữ dựa trên 60.000 MW đã có sẵn. Vào tháng 1 năm nay, Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc cũng đã khởi động nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất thế giới ở tỉnh Hà Bắc, cơ sở Phong Ninh với công suất 3.600 MW. Vào tháng 2, Power China đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác đảm bảo chuỗi cung ứng được thành lập để hỗ trợ đẩy mạnh các kế hoạch lưu trữ nước bằng bơm. Công ty cho biết trên trang web của mình rằng mục tiêu là đảm bảo các dự án lưu trữ được bơm mới có chuỗi cung ứng an toàn, đáng tin cậy, mạnh mẽ và hiệu quả. Power China là một công ty nhà nước tại Trung Quốc bao gồm 779 công ty con, bao gồm các công ty nổi tiếng như Siho Hydro. Nó hiện là nhà thầu lớn thứ 5 trên thế giới. Thủy điện tích năng là một cách lưu trữ năng lượng ngược so với thủy điện thông thường tích nước. Bằng cách xây đập tích nước từ cao xuống thấp, nó được sử dụng để cân bằng phụ tải điện khi có điện dư thừa với giá rẻ. Vào thời điểm nhu cầu tăng cao, lượng nước lưu trữ lại được xả nước từ trên cao xuống và tạo ra điện. Theo đó, nước sẽ được bơm ngược từ hồ chứa ở độ cao thấp hơn lên độ cao cao hơn bằng cách sử dụng năng lượng điện ngoài giờ cao điểm dư thừa với chi phí thấp hoặc sử dụng điện gió, điện mặt trời.
Điều này sẽ tạo ra những viên pin nước khổng lồ trên cao và huy động khi cần thiết. Theo Hiệp hội Thủy điện Quốc tế, thủy điện tích năng chiếm 158 GW. Dung lượng lưu trữ vào năm 2019 tương đương 94% dung lượng lưu trữ năng lượng thế giới. Các nghiên cứu gần đây của Hiệp hội cho thấy có hơn 600.000 địa điểm không thuộc các dòng sông có thể được khai thác trong tương lai. Trung Quốc cũng đã tiến hành các kế hoạch triển khai các hình thức lưu trữ năng lượng mới hơn như pin lithium-ion nhằm tăng khả năng dự phòng trong các trường hợp thiếu điện. Trên sông Trường Giang không chỉ có đập thủy điện Tam Hiệp mà còn có tới 5 nhà máy khác tạo thành hệ thống 6 thủy điện khổng lồ, mạnh gấp 10 lần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Siêu đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã quá nổi tiếng với quy mô được tạo thành từ 39 triệu mét khối bê tông, cũng như nhà máy điện đi kèm với nó có công suất lớn nhất thế giới. Để so sánh, nhà máy thủy điện hạt nhân lớn nhất thế giới là nhà máy Kashiwazaki Kariwa, vận hành từ năm 2008 tại Nhật Bản. Xây dựng tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata có tổng công suất là 8.212 MW. Như vậy, 6 anh em thủy điện Tam Hiệp mạnh gần bằng 9 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo Tân Hoa Xã, 6 nhà máy thủy điện trên sông Dương Tử tạo ra 300 tỷ kWh điện mỗi năm, giảm tiêu thụ 90 triệu tấn than và giảm 248 triệu tấn khí thải carbon. Với 6 nhà máy trên chiều dài 1.800 km dọc sông Trường Giang, Trung Quốc hiện sở hữu hành lang điện sạch lớn nhất thế giới. Hãy cùng điểm mặt những nhà máy điện khổng lồ này. Nhà máy thủy điện đập Tam Hiệp 22.400 MW. Mỗi tua bin nước chính của nhà máy điện trên đập Tam Hiệp có công suất 700 MW. Kết hợp công suất của 32 tua bin chính của đập với 2 tua bin điện nhỏ hơn 50 MW mỗi máy cung cấp điện cho chính nhà máy thủy điện Tam Hiệp. Tổng công suất phát điện của đập Tam Hiệp là 22.500 MW. Đây vừa là nhà máy điện nói chung và cũng là nhà máy thủy điện nói riêng lớn nhất thế giới. Nhà máy thủy điện đập Bạch Hạc Than 16.000 MW. Đập Bạch Hạc Than được xây dựng ngay sau đập Tam Hiệp nhưng về phía thượng nguồn và cũng là nhà máy thủy điện lớn thứ hai trên thế giới. Nhà máy này nằm trên sông Kim Sa, cách gọi đoạn thượng nguồn của sông Trường Giang. Đây là con đập có độ cao hồ chứa tới 825 m, dung tích 20,6 tỷ mét khối nước với công suất lắp đặt tới 16.000 MW. Nhà máy thủy điện đập Khe Lạc Độ 13.860 MW. Đập thủy điện Khe Lạc Độ cũng nằm trên sông Kim Sa với độ cao hồ chứa 285,5 m, chứa 12,67 tỷ mét khối nước. Nhà máy thủy điện Khe Lạc Độ gồm 18 tổ máy phát lớn với tổng công suất 13.860 MW. Đây cũng là nhà máy thủy điện lớn thứ tư trên thế giới. Nhà máy thủy điện đập Ô Đông Đức 10.200 MW. Nhà máy thủy điện này nằm cũng trên sông Kim Sa, gần biên giới giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Với tổng công suất lắp đặt 10.200 MW, đây là dự án thủy điện lớn thứ tư ở Trung Quốc và xếp thứ 7 trên thế giới. Nhà máy thủy điện Hướng Gia Bá 6.448 MW. Dự án thủy điện Hướng Gia Bá sở hữu hồ chứa cao 162 m, khai thác phần dưới dòng chảy chính của đoạn sông Kim Sa với công suất lắp đặt 6.448 MW. Dựa trên công suất, đây là nhà máy thủy điện lớn thứ 10 trên thế giới. Nhà máy thủy điện Cát Châu Bá 2.715 MW. Công trình này khởi công xây dựng năm 1970 và vận hành tổ máy phát điện đầu tiên năm 1981. Đây được xem là cơ sở để chính quyền Trung Quốc bắt đầu triển khai các siêu đập thủy điện như đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp giống như quả bom nước nhưng không thế lực nào dám tấn công. Dù chứa tới 38,8 tỷ mét khối nước nhưng đập Tam Hiệp gần như không lo ngại việc bị tấn công bởi đã có một điều khoản trong hiệp ước quốc tế ngăn chặn điều đó xảy ra trong tình huống xung đột. Khi xây dựng đập Tam Hiệp, rất nhiều thông tin lo ngại rằng con đập khổng lồ chứa 38,8 tỷ mét khối nước này giống như một quả bom nước nổ chậm có thể bị tấn công khi chiến tranh xảy ra và gây ra thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, mối nguy từ chiến tranh với con đập khổng lồ này thường rất thấp bởi việc tấn công một con đập là điều được loại trừ theo Công ước quốc tế. Cụ thể, theo Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva năm 1949, việc tấn công phá hủy các con đập có khả năng gây tổn hại đáng kể cho dân thường có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Điều 15 của Nghị định thư bổ sung 2 năm 1977 quy định các công trình hoặc cơ sở chứa các lực nguy hiểm, cụ thể là đập đê và trạm phát điện hạt nhân sẽ không bị coi là đối tượng tấn công, ngay cả khi các đối tượng này là mục tiêu quân sự, nếu cuộc tấn công có thể gây ra sự giải phóng các lực nguy hiểm và gây ra tổn thất nghiêm trọng cho các bên dân sự. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, việc tấn công các con đập vẫn được tiến hành như vụ tấn công vào tháng 5 năm 1943 bởi Không quân Hoàng gia Anh ném bom các đập thủy điện của Đức ở thung lũng Ruhr, trung tâm công nghiệp nước Đức lúc đó.
Dù được xem là mục tiêu quân sự, nhưng vụ tấn công cũng khiến 1.600 dân thường thiệt mạng. Công ước Geneva hiện đã có gần 200 quốc gia trên tổng số 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đồng ý tham gia. Công ước Geneva được coi là quy định nghiêm ngặt nhất, hạn chế tối đa việc xung đột vũ trang có thể tác động đến các công trình khổng lồ, có thể ảnh hưởng lớn đến người dân thường như đập tam hiệp. Việc vi phạm Hiệp định Geneva, đặc biệt là điều khoản về nghiêm cấm tấn công đập nước, được xem là rất nghiêm trọng. Bất cứ bên nào tiến hành tấn công đều sẽ bị lên án và có thể phải chịu sự truy tố của Tòa án Hình sự Quốc tế, bị coi là tội phạm chiến tranh và đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, đối với những con đập lớn như đập Tam Hiệp, việc bị tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang là gần như không thể. Đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cho biết, với tốc độ dòng chảy 7.800 m khối trên giây thì sau 30 phút xả nước, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Vào 9 giờ sáng ngày 3 tháng 8, hồ chứa nước của đập thủy điện Tân An Giang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mở tiếp cổng xả lũ số 2 và số 8, ghi nhận toàn bộ 9 cổng xả lũ được mở lần đầu tiên trong lịch sử sau 61 năm xây dựng, kể từ năm 1959. Theo tờ The Paper Trung Quốc, sau khi 9 cổng được mở, hiện trường như đang trải qua trận mưa vô cùng lớn. Một sông tựa như mặt biển với từng đợt sóng lớn trắng xóa cuồn cuộn chảy. Còn theo mô tả của phóng viên báo Tiền Giang buổi tối, thì cảnh tượng chẳng khác gì cuồng phong gầm thét. Đài truyền hình Đông Phương Trung Quốc cũng cho biết, với tốc độ dòng chảy 7.800 m khối trên giây, thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Do đập thủy điện xả lũ nên mực nước sông ở Hạ Du cũng không ngừng dâng cao, tính đến 10 giờ cùng ngày. Mực nước bề mặt sông cách gầm cầu Tử Kim chỉ khoảng 3 m. Trước việc đập thủy điện mở cửa toàn bộ 9 cầu xả lũ, toàn thành phố Hàng Châu đã bố trí 938 cơ sở lưu trú tránh lũ, khẩn cấp di chuyển 43.808 người tới nơi an toàn. Trước đó, tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 8, mực nước trong hồ chứa đập Tân An Giang đã đạt 108,37 m. Và nếu tiếp tục dâng cao, dự báo nó sẽ lập mức nước cao nhất trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Vào lúc 6 giờ ngày 3 tháng 8, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, tỉnh Chiết Giang đạt 108,37 m và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định, bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cổng để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800 m khối trên giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08 m. Đáng chú ý, khi các cổng xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa, mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Wow, toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến cổng thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kinh Trung Quốc Thường Chắc Cần, những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở hồ Thiên Đảo, nơi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh hồ Thiên Đảo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Một số hình ảnh được cho là người dân Chiết Giang thu hoạch cá mè hoa do đập thủy điện Tân An Giang xả lũ. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, hồ chứa nước của đập thủy điện Tân An Giang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã buộc phải mở toàn bộ 9 cửa xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử. Theo Thời báo Hoàn Cầu, đợt xả lũ này đã gây ảnh hưởng tới khoảng 300.000 người dân ở thị trấn Kiến Đức thuộc thành phố Hàng Châu của tỉnh này, đồng thời gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 124 triệu nhân dân tệ, khoảng 17,7 triệu đô la Mỹ, tính đến tối ngày 3 tháng 8 vừa qua. Khoảng 300.000 người ở 8 thị xã và thị trấn của Kiến Đức đã chịu ảnh hưởng của dòng nước lũ, trong đó bao gồm 9.060 người đã được sơ tán từ trước đó. Kể từ sau khi đập Tân An Giang xả lũ hết công suất, 12 ngôi làng đã chìm trong nước lũ, hơn 650 ha đất trồng trọt bị tàn phá và 41 công ty trong khu vực đã hứng chịu tác động trực tiếp. Thời báo Hoàn Cầu cho biết, ước tính tổng thiệt hại kinh tế đối với các ngành nông nghiệp, công nghiệp, khai thác mỏ, cơ sở hạ tầng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dòng nước lũ từ đập Tân An Giang có thể lên đến 124 triệu nhân dân tệ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng đập. Đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cửa xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08 m. Được biết, vào sáng ngày 3 tháng 8, mực nước đo được tại hồ chứa nước Tân An Giang là 108,45 m,
Buổi tối cùng ngày, hơn 12 tiếng sau khi hồ chứa này bắt đầu xả lũ, mực nước đo được tại đây là 108,4 m, vẫn cao hơn 1,9 m so với ngưỡng tràn. Theo Thời báo Hoàn Cầu, một tiếng sau khi toàn bộ 9 cửa xả lũ được mở, nước lũ tại khu vực thị trấn Kiến Đức đã dâng lên đến tầng 2 của các nhà dân trong vùng. Truyền thông Trung Quốc mô tả dòng nước lũ như cuồng phong gầm thét, khiến mặt sông biến thành mặt biển với từng đợt sóng lớn trắng xóa cuồn cuộn chảy. Kể từ khi Hàng Châu bước vào mùa mưa hồi tháng 5 vừa qua, tổng lượng mưa tại thành phố này tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 710mm, gấp 2,7 lần so với mực nước thông thường. Và cơ quan dự báo khí tượng Hàng Châu cũng cảnh báo tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 8, thành phố Hàng Châu đã sơ tán hơn 43.800 người và thiết lập 937 điểm cư trú tạm thời trên địa bàn thành phố. Các vật dụng, phương tiện khẩn cấp bao gồm 1.937 chiếc thuyền, 1.117 máy bơm nước và 2.300 áo phao đã được phân phát cho người dân địa phương để đối phó với tình trạng lũ lụt. 481 đội cứu hộ với hơn 20.000 nhân viên đã tham gia các chiến dịch giải cứu và chính quyền thành phố cũng đã phát cảnh báo trên mạng xã hội tới hơn 10 triệu dân địa phương với những nơi nguy hiểm hay ngập lụt nghiêm trọng. Một đoạn đê trên sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang đi qua tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị vỡ vào tối ngày 4 tháng 8. Hôm ngày 3 tháng 8, sau nhiều ngày mưa lớn ảnh hưởng tại khu vực này, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn tin từ giới chức tỉnh Giang Tây cho hay, vào khoảng 20 giờ 35 phút tối ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, một đoạn đê dài khoảng 50 m tại địa bàn trấn Phiên Dương thuộc huyện Phiên Dương đã xuất hiện tình trạng vỡ đê. Người phụ trách Cục Thủy lợi huyện Phiên Dương cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước ở lưu vực Sương Giang, chỉ hệ thống sông ngòi khu vực Phiên Dương đã dâng lên nhanh chóng, gây ra tình trạng vỡ đê, tác động đến diện tích đất canh tác khoảng 1.000 ha nằm ở vùng trũng. Tân Hoa Xã cho hay, đến 1 giờ sáng ngày 4 tháng 8, mực nước sông Dương Tử tại khu vực này vẫn tiếp tục dâng lên, tràn vào đất trồng của làng Đa Cao ở phụ cận. Theo quan chức trên, sau khi xảy ra vỡ đê, chính quyền bản địa đã vào cuộc đẩy nhanh việc di rời người dân đến khu vực an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng công tác để thảo luận giải pháp hộ đê. Có khoảng hơn 600 nhân viên gồm cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương, các đơn vị cứu hộ tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp. Tính đến 2 giờ 40 phút ngày 4 tháng 8, hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do vỡ đê đã được sơ tán một cách an toàn, chưa ghi nhận có thương vong. Nhiều thị trấn và thành phố tại tỉnh Giang Tây như Nam Sương, Cửu Giang đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày qua, gây ra tình trạng lũ lụt nặng nề. Tại huyện Bà Dương, lượng mưa được xác định lên đến 547,2mm, khiến nhà chức trách phải nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp từ mức 3 lên mức 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức độ. Mưa lớn hoành hành tại miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 5 vừa qua đã phá kỷ lục 80 năm qua của nước này, ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Đến ngày 3 tháng 8, mưa lũ ở các vùng dọc theo sông Dương Tử đã khiến hơn 130 người bị cho là thiệt mạng hoặc mất tích. Kính thưa quý vị, trong một thông báo được công bố vào cuối ngày 23 tháng 7, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết 9.300 ngôi nhà đã bị sập và 3,71 triệu hectare đất nông nghiệp thiệt hại do lũ lụt, với thiệt hại kinh tế trực tiếp theo ước tính khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,93 tỷ đô la Mỹ. Bộ này cũng cho biết hơn 4.300 người đã được giải cứu khỏi nước lũ, nơi ảnh hưởng đến các khu vực trải dài từ tỉnh Quảng Đông ở phía Đông Nam đến Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào mùa hè, Trung Quốc thường xuyên trải qua hạn hán ở vùng cực Bắc và lũ lụt ở miền Nam. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cảnh báo các khu vực phía Bắc đất nước phải đối mặt với lượng mưa thấp hơn trong năm nay, trong khi mưa lớn theo dự báo sẽ làm tăng rủi ro lũ lụt ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Trích dẫn Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt địa phương, Tân Hoa Xã cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào ngày 2 tháng 8 khi 1,5 triệu mét khối đất rơi xuống một nhánh của sông Trường Giang gần thành phố Ân Thi thuộc tỉnh Hồ Bắc, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết. Cơ quan Thời tiết Trung Quốc ngày 3 tháng 8 cho biết nước này đã hứng chịu những cơn mưa xối xả trong tuần này, làm tăng thêm rủi ro lụt lội trên khắp đất nước. Cảnh báo màu đỏ đã được tuyên bố tại các tỉnh An Huy và Giang Tây. Những nơi bị chia cắt bởi sông Trường Giang, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng đã cảnh báo vào ngày 1 tháng 8 rằng mực nước ở sông Trường Giang các hồ liền kề sẽ tiếp tục tăng. Các cơ quan của bộ này cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ mực nước tại đập Tam Hiệp, nơi đang chứa lượng nước khổng lồ để giảm bớt rủi ro lũ lụt ở hạ lưu và hiện cao hơn 16 m so với mức cảnh báo chính thức. Những con đập khổng lồ của Trung Quốc đã được kiểm tra nghiêm ngặt trong những tuần gần đây. Darren McGee, giáo sư Đại học Hobart và William Smith, Mỹ,
người am hiểu về các vấn đề về nước ở Trung Quốc cho biết, các con đập ngăn chặn dòng chảy trầm tích và làm giảm khả năng của vùng đồng bằng và vùng ngập nước ở hạ lưu để hấp thụ nước lũ. Nhu cầu tạo ra năng lượng cũng có thể làm giảm các nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Ông Maggi nói thêm, kiểm soát lũ lụt đòi hỏi phải giữ nước và sản xuất điện đòi hỏi phải thoát ra ngoài. Ông Maggi nhấn mạnh, lũ lụt ở huyện Poyang, tỉnh Giang Tây đã đẩy mực nước hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, lên hơn 22,52m, mức cao lịch sử và cao hơn mức báo động 19,5m. Đến tối ngày 1 tháng 8, chính quyền quân sự tỉnh đã cử hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ tăng cường khu vực bờ hồ bị ngập gần 9km. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 4 cấp, trong đó cấp 1 thể hiện mức độ nghiêm trọng nhất. Cho đến nay, khoảng 141 người đã chết hoặc mất tích trong trận lụt vốn tàn phá 3,53 triệu hectare đất nông nghiệp và san phẳng 28.000 ngôi nhà, tổng thiệt hại kinh tế lên đến 82,23 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,75 tỷ đô la Mỹ, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 2 tháng 8. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, 212 con sông đã vượt quá mức báo động kể từ đầu tháng 7, với 19 trong số đó đã tăng mực nước lên mức cao lịch sử. Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gây ra mưa lũ là do tình hình thời tiết bất thường, bao gồm cả độ ẩm đến từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, quốc gia này cũng thừa nhận những thay đổi lâu dài trong mô hình khí hậu đã khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn. Mà chúng tôi nhận được từ thời báo Tài Tân thì Vũ Hán đang tăng mức cảnh báo về lũ dữ. Thật khổ cho thành phố này, Trung Quốc đang phải trải qua những ngày tháng mưa lũ kéo dài, dữ tợn nhất. Tính từ 20 năm qua, thiên tai đã xảy ra và trải dài trên vùng đất từ tỉnh Vân Nam phía Tây Nam đến tỉnh Chiết Giang phía Đông, giết chết hàng chục ngàn người, di rời hàng triệu người và gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Ước tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 600.000 người bị thiệt mạng. Biểu đồ trong ngày lũ lụt tàn phá khiến cho ít nhất 193 người chết hoặc mất tích trên khắp Trung Quốc. Và trong bản tin khuya ngày 4 tháng 8, tin một phần bờ đê sông Dương Tử của Trung Quốc đã vỡ. Con sông lớn thứ 3 trên thế giới này cũng chính là ngôi nhà của đập Tam Hiệp và hơn 65m bờ đê của sông Dương Tử đã bị vỡ do sức ép. Nguyên nhân được cho là bê tông chất lượng kém, làm từ bê tông cốt tre, một số người dân chạy thoát nạn cho biết. Chất lượng thi công công trình xung quanh bờ đê, bờ kè của sông Dương Tử là quá kém. Một số đoạn bờ vì nhằm trục lợi nên người ta đã thay cốt thép bằng cốt tre. Trong tình trạng hiện tại, quân đội đã được lưu động tới để điều chuyển và sơ tán cũng như di tản người dân ra nhiều ngôi nhà đã bị đánh sập liên quan tới trận lũ từ sông Dương Tử vỡ toác. Thưa quý vị, sáng nay Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo Đại Hồng Thủy ở lưu vực hồ chứa nước ngọt thứ hai Trung Quốc. Hồ Tương Phần nằm trên địa bàn 33 thành phố Cửu Giang, Thượng Nhiêu và Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây được biết đến là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là hồ lớn thứ hai của nước này. Hồ Thanh Hải, hồ Tương Phần là một trong những nhánh chính của hạ lưu sông Dương Tử. Diện tích mặt hồ trong thời điểm mực nước bình thường là 3.150 km2 và có thể lên tới 4.125 km2 khi mực nước dâng lên 20m. Căn cứ tình hình mưa lớn ở các khu vực lân cận sông Dương Tử tại 5 con sông đi qua địa bàn tỉnh Giang Tây, Bộ Chỉ huy Phòng chống hạn hán lũ lụt tỉnh này tối ngày 4 tháng 8 đưa ra dự báo Đại Hồng Thủy sắp xảy ra ở lưu vực hồ Tương Phần. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 4 tháng 8 đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn ở vùng thượng nguồn tỉnh An Huy, thị trấn Cảnh Đức ở tỉnh Giang Tây, hồ chứa xả lũ cùng với mưa lớn tại địa bàn trên toàn huyện Tương Phần ở tỉnh Giang Tây đã có 28 đê bao xuất hiện tình trạng vỡ đê, bao gồm 2 đê lớn, khiến tình hình lũ lụt tại đây hết sức nghiêm trọng. Và lúc 20 giờ 35 phút tối ngày 4 tháng 8, đoạn đê dài khoảng 50m tại thị trấn Tương Phần, huyện Tương Phần đã bị vỡ, khiến nước lũ ở lưu vực sông Xuân Giang tràn vào, phá hoại khoảng 1.000 hectare đất ở vùng trũng. Đồng thời, 9.000 người dân phải sơ tán trong đêm đến địa điểm an toàn. Theo CCTV, việc một loạt sông hồ chủ yếu ở tỉnh Giang Tây đồng loạt xảy ra lũ lớn, đủ tiêu chuẩn đánh mã số Hồng Thủy theo quy định của Trung Quốc. Mực nước vượt mức cảnh báo là hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử từ cuối tháng 5 do ảnh hưởng của băng tan ở thượng nguồn Tây Tạng đã khiến cho mực nước hồ Tương Phần bắt đầu dâng lên nhanh chóng. Hiện mực nước ở cửa hồ này đã vượt mức cảnh báo lũ 2,3m, cao hơn 3,9m so với cùng kỳ năm ngoái. Gần đây, hồ này ghi nhận 8 ngày liên tiếp, mực nước dâng lên ở mức 0,4m, trong đó ngày dâng cao nhất là 0,6m. Theo giới chức địa phương, trong các ngày vừa qua, tại cửa khẩu hồ Tương Phần đã xảy ra tình trạng dòng nước từ sông Dương Tử đổ ngược vào hồ với tổng dung tích lên đến 300 triệu m3, lưu lượng lớn nhất là 3.160 m3 mỗi giây.
đến nay Hồ Tương Phần đã lần đầu tiên trong năm ghi nhận diện tích mặt nước vượt 4.000 km2. Sau khi thiên tai xảy ra, gần 1.700 nhân viên các lực lượng đã được huy động để chi viện cho huyện Tương Phần. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 8, giới chức địa phương nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ mức 2 lên mức 1. Chính quyền tỉnh Giang Tây ngày 5 tháng 8 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ mức 2 lên mức 1. Ở một diễn biến khác, tại Nhật báo Kinh tế Trung Quốc, ngày 5 tháng 8 đưa tin 130 con sông đi qua 11 tỉnh thành Trung Quốc đã phát sinh các trận lũ vượt mức cảnh báo, dự báo trong những ngày tiếp theo. Vùng Trung Hạ Lưu sông Trường Giang tiếp tục có mưa vừa và mưa lớn, mưa rất lớn cục bộ với lượng mưa khoảng 30-50mm. Lưu vực nhiều sông hồ được cảnh báo có khả năng xảy ra hồng thủy ở mức độ tương đối lớn. Các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh công tác phòng chống lũ đang ở giai đoạn quan trọng khi nỗ lực phục vụ sau dịch thiên tai kép đang thử thách với hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai của nước này. Wang Sanxi, quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc khuyến cáo các địa phương phải cảnh giác cao độ với mưa lớn năm nay. Một quan chức từ Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp kêu gọi thực thi đồng thời các biện pháp đa dạng để thực hiện thách thức kép. Trong cùng ngày, mưa lớn vẫn tiếp diễn dài ngày ở miền Nam Trung Quốc. Tình hình lũ lụt xảy ra nghiêm trọng ở Hồ Bắc, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Thủy Điện Tân An Giang, hồ chứa lớn nhất phía Đông Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang, khi liên tục xả lũ trong hơn 50 giờ, trông giống như cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị. Trong khi mực nước nhiều con sông ở Hồ Nam tiếp tục dâng cao, một người đàn ông đánh bắt cá đã bị lũ lụt nuốt chửng chỉ trong 6 giây. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở thành phố Trường Gia Giới, tỉnh Hồ Nam khiến cho mực nước nhiều con sông dâng lên. Vào ngày 1 tháng 8, một người đàn ông ở huyện Vũ Lăng Nguyên đã mạo hiểm thả lưới câu cá nhưng do sơ suất đã bị rơi xuống dòng sông chảy xiết. Chỉ sau 6 giây, người đàn ông đã bị lũ cuốn nuốt chửng và cuốn trôi. Người dân trên bờ đã quay lại được cảnh đáng sợ này. Mưa lũ to như thế, động đất, sóng thần, sạt lở, lũ quét, lũ ống trên miên như thế, nhưng phía chính quyền Trung Quốc vẫn mạnh mồm phô trương tuyên bố đập Tam Hiệp vẫn thừa chỗ chứa. Lũ to hơn vẫn dư sức đối phó. Tân Hoa Xã dẫn lời Trung tâm Thông tin và Truyền thông đập Tam Hiệp cho biết, con đập này thậm chí vẫn đủ khả năng để đối phó với lũ lụt quy mô lớn trên con sông lớn nhất Trung Quốc. Tình hình lũ lụt hiện tại ở đoạn chính của sông Dương Tử vẫn không quá nghiêm trọng do sức chứa của các hồ chứa nước lũ ở đập vẫn chưa được sử dụng hoàn toàn. Trợ lý giám đốc của trung tâm này cho hay, cơn lũ đầu tiên trong năm đã ập tới đập Tam Hiệp với lưu lượng nước cao nhất 53.000 m3 trên giây, đưa mực nước trong hồ chứa cao tới 149m sau đợt lũ. Tuy nhiên, ông Bao cho biết rằng hồ chứa này có thể chứa nước tối đa 175m. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc nói con đập này có thể chứa tới 18.000 m3 nước một giây trong suốt đợt mưa lũ, giảm thiểu sự nguy hiểm của đợt lũ lớn. Đập Tam Hiệp được xây dựng tại thành phố Nghi Sơn, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước mùa mưa lũ, con đập này đều xả nước để đảm bảo có đủ sức chứa. Khi lũ lụt tới, con đập sẽ góp phần ngăn nước, qua đó bảo vệ các thành phố và làng mạc ở hạ lưu. Rõ ràng, đây chỉ là những lời nói dối mị dân trắng trợn từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Nói thẳng ra đơn giản là dễ hiểu. Đập Tam Hiệp to lớn, đồ sộ, kiểm soát lũ vô đối như thế, tại sao chính quyền phía Trung Quốc lại cho xả lũ gấp trong đêm? Giữa lúc biển nước đang bao trùm, người dân vô tội ở vùng hạ du mặc sức vùng vẫy đang kêu cứu. Thưa quý vị, theo như giới chuyên gia đánh giá, đập Tam Hiệp không phải là công trình thủy điện đồ sộ như lời của truyền thông chính quyền Trung Quốc tung hô gì cả, mà thực ra đây chỉ là thùng rỗng kêu to với thế giới. Nguy hiểm hơn, đó chính là quả bom nước khổng lồ mạnh gấp hàng trăm quả bom nguyên tử của Trung Quốc. Nó có thể phát nổ bất cứ khi nào, bởi ngòi nổ mang tên thiên nhiên nhân tai. Chính quyền Trung Quốc khi xây dựng con đập này đã đi ngược lại 100% quy luật của tự nhiên. Nếu ai đó bắn vào thiên nhiên một viên đạn hay dội một quả bom, thì mẹ thiên nhiên và đất trời sẽ đáp lại bằng hàng trăm quả bom hủy diệt mang tên nguyên tử. Theo ông Jarutin, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công trình Thủy điện Trung Quốc nhận định rằng, các đợt mưa lớn dữ dội năm nay có nguyên nhân từ những biến động khí hậu tự nhiên cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt cho đến biến đổi khí hậu, và tình trạng này nghiêm trọng hơn những năm về trước. Ông Jan nói, việc ngăn chặn hoàn toàn lũ lụt trong khu vực do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có thể là điều bất khả thi đối với con người. Dù vậy, ông cho rằng nếu thực thi được các chương trình tích trữ nước đầy đủ và hiệu quả, nhà chức trách Trung Quốc có thể kiểm soát lũ hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng, tài sản.
Tính đến ngày 4 tháng 8, đợt mưa lớn bắt đầu từ cuối tháng 5 đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 20 triệu người dân trên địa bàn dọc theo sông Dương Tử. Mưa lũ làm ít nhất 193 người chết hoặc mất tích, trích dẫn thống kê. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc đã đạt được thành tựu đáng kể trong xây dựng các hồ chứa và đập, mức giảm thiểu tỷ lệ lũ lụt, cung cấp điện và nước cho người dân. Các số liệu chỉ ra rằng, dù đợt mưa lớn năm nay phá kỷ lục về lượng mưa thường niên trong 80 năm qua tại nhiều địa phương, tổn thất về người và của Trung Quốc là không cao. Nhờ có sự quản lý của các cơ sở thủy lợi trong mùa lũ, nhưng Giang tin rằng tính mạng, tài sản của người dân cần được bảo vệ tốt hơn. Ông này phân tích, dù các công trình đập lớn của Trung Quốc những năm gần đây gây ra nhiều tranh cãi về tác động hệ sinh thái, chi phí đất đỏ hay bất cập trong việc tái định cư, Trung Quốc đến nay vẫn chưa có đủ hệ thống cơ sở chứa nước cần thiết, dung tích hồ chứa trên các sông lớn và hệ thống thoát nước ở một số thành phố được cho là cần cải thiện nhiều hơn thế nữa. Nước Mỹ có diện tích tương đương Trung Quốc, song dung tích các hồ chứa của họ gấp rưỡi so với Trung Quốc, Giang viết trên China Daily. Đặc biệt, các hồ chứa Trung Quốc có khả năng tích trữ 900 tỷ mét khối nước, trong khi các hồ chứa ở Mỹ được tới 1.300 nghìn tỷ mét khối. Ông Zhang cảnh báo, mưa lớn ở Trung Quốc có thể làm ngập tràn các hồ chứa và gây ra lũ lụt, cuốn theo một khối lượng nước sạch trôi ra biển. Còn tại Mỹ, nhờ có khả năng tích trữ lớn nên lượng nước mưa này có thể biến thành nguồn nước có giá trị. Thưa quý vị, một đập đất đầm nén ở tỉnh Quảng Tây vừa bị vỡ gần đây trong trận mưa lũ lịch sử cho thấy nhiều đập nước già cỗi tại Trung Quốc đang gặp thách thức lớn, theo Reuters. Tháng trước, con đập ở một số hồ chứa nước nhỏ tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã phải chịu khuất phục trước dòng nước lũ sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. Theo hãng thông tấn Reuters Anh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhiều đập nước già cỗi của Trung Quốc, tổng cộng lên đến 94.000 đập, đang phải đối mặt với bài kiểm tra khó nhằn khi thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Tọa lạc tại huyện Dương Sóc và được nhiều người biết đến vì cảnh quan núi đá vôi thần tiên, con đập nói trên đã bị vỡ vào khoảng trưa ngày 27 tháng 7. Khiến các con đường, vườn ăn cây quả và đồng ruộng ở làng Sa Tử Tây đều ngập trong nước. Trả lời phóng viên Reuters, ông Lạc Kỳ Nguyên, 81 tuổi, người dân ở làng Sa Tử Tây cho biết, tôi chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào như thế. Được biết, nhiều thập kỷ trước, ông Lạc đã tham gia xây dựng con đập này. Trước đây, nước sông chưa từng dâng cao đến thế và con đập này cũng chưa bao giờ bị vỡ, ông Lạc nói. Được hoàn thành vào năm 1965, con đập ở làng Sa Tử Tây được làm bằng đất đầm nén và được thiết kế để trữ được 195.000 mét khối nước, tương đương trữ lượng nước trong 78 bể bơi theo chuẩn Olympic và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của người nông dân làng Sa Tử Tây. Trong một chuyến khảo sát gần đây, phóng viên Reuters đã chứng kiến chiều dài của con đập khoảng 100 mét, phần lớn đã biến mất. Con đập này từng được gia cố 25 năm trước. Theo một thành viên của đoàn khảo sát, nước lũ đã vượt qua con đập và sau đó con đập này đã bị vỡ và sụp đổ. Dân làng Sa Tử Tây cho biết không có thương vong trong vụ vỡ đập này. Tuy nhiên, theo Reuters, vụ việc nói trên là dấu hiệu cho thấy những trận mưa bão lớn hoàn toàn có khả năng khiến các hồ chứa quá tải, đặc biệt là khi thiết kế hệ thống đập không đủ khả năng chống chịu và việc gia cố đập được làm theo cách chắp vá. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa ở những khu vực vùng trũng và đồng bằng canh tác, nơi hiện tập trung nhiều người dân sinh sống hơn thời điểm những đập nước này được xây dựng. Các nhóm môi trường cho biết hiện tượng biến đổi khí hậu đang khiến những trận mưa ngày càng xuất hiện dày đặc hơn, với lượng mưa cũng lớn hơn trước. Theo chính phủ Trung Quốc, những trận lũ lớn có thể châm ngòi cho những tình huống thiên nga đen bất ngờ, cùng với đó là những hậu quả khủng khiếp. Vào thập niên 1950 và 1960, hàng ngàn con đập đã được xây dựng để khắc phục tình trạng hạn hán tại Trung Quốc, khi đó còn là một quốc gia có phần lớn diện tích đất phục vụ nông nghiệp. Theo dữ liệu năm 2006 của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 2005, các con đê tại 3.486 hồ chứa nước đã bị vỡ do chất lượng không đạt chuẩn và quản lý yếu kém. Do đó, Reuters đã đặt nghi vấn về nguyên nhân thực sự khiến con đập đất đầm nén ở làng Sa Tử Tây bị vỡ, liệu đó là do mưa lũ lịch sử hay tràn xả lũ của con đập bị tắc nghẽn do bùn đất hay chính bản thân thiết kế của con đập này đã có vấn đề từ trước. Cơ quan quản lý thủy lợi địa phương và chính quyền huyện Dương Sóc đã từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này, theo Reuters. Tại Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2018 đều cao hơn đáng kể so với 29 năm trước đó, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc. Theo ông David Sapman, nhà địa lý học của Trường Đại học Alabama nghiên cứu về lũ lụt tại Trung Quốc, chính các hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến các con đập của Trung Quốc gặp nguy.
Tuy nhiên, một con đập cần có khả năng chống chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, dù các hiện tượng đó trở thành điều bình thường mới. Và khi mưa lũ qua đi, chất lượng của con đập này phải còn nguyên vẹn nếu như nó được thiết kế và xây dựng đúng cách, ông Sakman nói. Theo thông tin của trạm quan trắc hồ chứa Sa Tử Tây, con đập cao 151,2m được xây dựng để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất được dự kiến xảy ra trong vòng 200 năm, đó là khi mực nước có thể dâng lên 149,48m. Tuy nhiên, tháng trước, hồ chứa này đã quá tải. Tháng trước, huyện Dương Sóc đã chứng kiến lượng mưa trong vòng 3 giờ đồng hồ, nhiều hơn lượng mưa trong vòng 2 tháng cộng lại. Trong khi đó, tại một con đập khác ở trên lưu sông Dương Tử, mực nước đã dâng cao nhanh đến mức báo động, khiến giới chức địa phương buộc phải cho nổ một phần đê tại con đập này để giải tỏa áp lực nước. Thảm họa vỡ đập tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc là vụ vỡ đập Bàn Kiều trên sông Hoàng Hà. Con đập này đã hoàn thành vào năm 1952 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Liên Xô và đã bị vỡ vào năm 1975, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, theo số liệu được chính phủ Trung Quốc công bố vào hai thập kỷ sau khi vụ việc này xảy ra. Tại một cuộc họp báo gần đây, ông Zhe Jianchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, ông tin rằng các dự án kiểm soát lũ lụt trên các con sông chính của nước này hoàn toàn có khả năng xử lý các trận lũ lớn nhất lịch sử, tính từ thời điểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Tuy nhiên, đối với các con đập được xây dựng trên những con sông nhỏ hơn, ông Zhe vẫn cảnh báo rằng tình trạng mưa lũ lớn có thể vượt quá khả năng chống chịu của những con đập này và gây ra những tình huống thiên nga đen. Nhận thức được nguy cơ nói trên, chính quyền các địa phương đã tiến hành gia cố các con đập cũ và tăng cường kiểm tra. Họ cũng lên kế hoạch xây dựng thêm các đập mới để tăng cường khả năng trữ nước. Tuy nhiên, theo ông Benjamin Horton, giám đốc tạp chí Earth Observator NASA tại Singapore, cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, việc nên làm là thuận theo hệ sinh thái. Thêm một thông tin kinh hoàng vừa gửi về cho chúng tôi từ Trung Quốc hôm nay. Khi chỉ trong một đêm, hàng tấn các loại thủy sinh đều phải bỏ xác trên bãi biển từ tỉnh Giang Tô kéo dài xuống Quảng Đông, Trung Quốc sau khi quái thú phương Tây quét qua mang theo những cơn mưa to chứa cả rừng vi khuẩn độc hại. Người dân đại lục phải chứng kiến một cảnh tượng thật sự khổ đau khi có tới hàng triệu sinh vật biển từ cá, tôm hùm, cua, sò điệp, lươn đất, cá tuyết đang phơi xác trên bờ. Theo các chuyên gia, quái thú phương Tây ở đây chính là cơn bão đã tạo ra những đợt thủy triều và gió xoáy lớn khiến thảm sinh vật dưới đáy biển bị cuốn thẳng lên bờ. Các đợt gió cực mạnh ở phía đông đã tạo ra những đợt sóng cao tới 6,2m, đồng thời không khí lạnh bất ngờ thổi vào khiến nhiệt độ nước biển giảm ít nhất 8 độ trong một ngày. Cùng với đó là những cơn mưa tương xuống khiến các thủy sinh vật bị cắm những vi khuẩn độc hại gây ra tình trạng chết hàng loạt. Các thảm họa kết hợp với nhau cộng thêm gió đã cuốn tất cả lên bãi biển. Thậm chí đến lúc này cũng vậy, sau mỗi đợt sóng lại có sinh vật xuất hiện. Đến sáng ngày 6 tháng 8, khi bão tan đi, những gì nó để lại là một bãi chiến trường thật sự kinh khủng. Toàn bộ bãi biển ngập trong hàng tấn các loại thủy sinh, một số còn thoi thóp nhưng đa phần đã chết như ngà dạ. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão đã đổ bộ dọc các tỉnh ven biển Trung Quốc. Tuy thời gian của bão này ngắn, chỉ kéo dài từ 22 giờ tối ngày 5 tháng 8 đến 3 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng 8, nhưng sức hủy diệt vô cùng kinh hồn, khiến toàn bộ khu vực dọc bờ biển Trung Quốc chìm trong hỗn loạn. Để giải thích cho sự hủy diệt của quái thú phương Tây cùng cơn mưa chứa đầy ổ vi khuẩn, thì một nghiên cứu vừa được hé lộ, các hạt mưa đá trút xuống từ những đám mây bão nuôi dưỡng nhiều loại vi khuẩn có xu hướng cư trú trên cây trồng, cũng như hàng ngàn hợp chất hữu cơ thường được thấy trong đất. Một số loại vi khuẩn có thể làm kết tinh các hạt tinh thể nước đá vốn có tác dụng gây mưa. Điều này cho thấy chúng có một vai trò nhất định trong việc gây mưa. Các đám mây bão là hiện tượng vô cùng dữ dội. Chúng đang hút lượng lớn không khí ở dưới các đám mây, và đó là cách mà các vi khuẩn có thể xâm nhập vào mây. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện đời sống vi khuẩn trong các đám mây trôi nổi trên những đỉnh núi. Họ nhận thấy vi khuẩn có bao phủ một diện tích xa tới 40 km và sống sót bằng cách tụ thành đám trong không gian. Sau khi tìm hiểu về đời sống vi khuẩn của những đám mây bão dữ dội đang quần lượn phía trên bề mặt trái đất, thì các cộng sự khám phá ra rừng vi khuẩn có thể phát triển trong các đám mây, tăng số lượng và sau đó làm biến đổi tính chất hóa học của các đám mây, cũng như bầu khí quyển một cách gián tiếp. Họ nhận định việc vi khuẩn từ không khí xâm nhập vào các đám mây cũng làm cho bầu trời không khí trái đất đóng vai trò kết nối với các hệ sinh thái ở cách xa nhau. Một số loại vi khuẩn nhất định tỏ ra xuất sắc hơn trong việc xâm chiếm các môi trường ở cách xa hơn chúng sinh ra. Hiểu về cách thức của vi sinh vật phân tán vô cùng hữu ích
cho ngành dịch tễ học và các quốc gia trong lĩnh vực sinh thái học, vi sinh vật, một chuyên gia cho biết. Anh Chiêu Liêu, một người dân sống ở Giang Tô cho biết, giống như bãi chiến trường thật sự hỗn loạn. Ở đây có mọi sinh vật biển như cua, tôm hùm, sò điệp, lươn đất, cá tuyết, có hàng trăm ngàn con cua, tôm hùm, hàng triệu con trai, chúng tôi chẳng thể đếm hết được. Khoảng 80-90% tôm hùm đã chết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cảnh tượng này, đó là tự nhiên đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Kính thưa quý vị khán giả, hôm 5 tháng 8, truyền thông quốc tế và truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một trận vòi rồng kinh hoàng đã tàn phá một khu vực rộng lớn ở Phúc Kiến, đặc biệt vùng ngoại ô thủ đô Phúc Châu. Người dân cũng thường gọi là hiện tượng vòi rồng bằng một cái tên khác chính là lốc xoáy. Nhiều nhân chứng đã ghi lại được những hình ảnh cực kỳ khủng khiếp khi vòi rồng tàn phá nhà cửa, làng mạc, các cơ sở hạ tầng, vật chất. Trong đó có cả việc cuốn mất hút hơn 34 người dân và quan chức chính quyền. Sau nhiều giờ quần thảo, để lại một cảnh tượng tan hoang, đổ nát như cảnh tượng sau một cơn bão dữ quét qua. Theo một thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, ước tính có 1.300 ngôi nhà bị tàn phá gần như hoàn toàn. Nhiều diện tích đất đai hoa màu bị hư hại nặng và có hơn 10.000 người phải sơ tán cùng hơn 30 người bị mất tích. Hiện đang được các loại trực thăng cứu hộ gồm hơn 25 chiếc nỗ lực tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân đang bị trọng thương. Nhiều xác người được phát hiện cách đó gần 200 km, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đô la Mỹ. Trong lúc này, gần như cùng thời điểm xảy ra trận vòi rồng kinh hoàng ở Phúc Kiến, thì một trận mưa đá ở hai tỉnh, thành phố Nam Ninh và Lai Tân ở Quảng Tây gây ra ngập trận lụt đặc biệt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều xe ô tô. Mực nước mỗi ngày một dâng cao hơn, làm cho chính quyền phải phát động cảnh báo đỏ do mưa lũ. Hàng loạt trường học bị đóng cửa, lượng mưa đo được tại các thành phố Quảng Châu trên 308mm. Chỉ trong vài giờ, mưa như chút nước, lượng mưa tích tụ nhiều khu vực đã đo được tăng lên 425mm. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử của tỉnh này từ trước tới nay. Mưa lũ lớn cũng đã gây lở nhiều đất, cuốn trôi và vùi lấp, làm thiệt hại hơn 78 người, gây ùn tắc tại nhiều khu vực ở tỉnh này. Theo một thống kê cho tới thời điểm hiện tại, cũng vào thời điểm đó, mây đang phủ kín bầu trời tại Quảng Châu, sét đánh liên hồi vào hai tòa tháp cao nhất của thành phố này, làm cho chúng lắc lư trong vài phút và cửa kính xung quanh tòa nhà vỡ vụn, sau đó gây ra một thảm kịch kinh hoàng, làm cho hơn 25 người trong hai tòa tháp cao tầng bị thiệt mạng. Trong hai ngày qua, tin tức về những dị tượng đã lan nhanh trên mạng xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải được trừng trị, trừng phạt bởi những tội ác của mình. Nhiều cư dân mạng cho rằng hai tỉnh này là nơi tọa lạc của hai nhà máy điện hạt nhân trá hình trong âm mưu chế độ vũ khí nguyên tử, hòng hủy diệt nhân loại, tạo thế thượng phong cho việc nuôi dã tâm thống trị thế giới của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng có lẽ đảng tính không bằng trời tính. Đảng Cộng sản Trung Quốc thích xây đập ngăn nguồn nước, mưu toan khống chế các nước vùng hạ lưu nên ông trời chiếu cố cho thêm nước. Những kẻ lãnh đạo tại Trung Quốc muốn thay đổi thiên nhiên, đấu trời, đấu đất, họ đã phá mất rất nhiều diện tích rừng phòng hộ nên phải gánh lấy hậu quả của ngày hôm nay. Người ta thường nói, người đang làm thần đang nhìn. Những biểu tượng mang tính hủy hoại này là những lời cảnh báo dành cho bao người thức tỉnh nếu không muốn nhận lấy hậu quả tàn khốc hơn sau đó. Dường như để chứng minh cho bọn vô thần Trung Quốc thấy câu nói trên đầu ba thước có thần linh đã hoàn toàn chính xác, thì hàng loạt câu chuyện kỳ bí đã xảy ra. Kính thưa quý vị, hẳn chúng ta không còn xa lạ gì với những tượng Phật đứng vững giữa đống đổ nát sau các thảm họa thiên tai như động đất, sóng thần, vốn đến không báo trước. Tuy nhiên, trong những thảm họa lại xuất hiện những chuyện thần kỳ, những câu chuyện dưới đây cho thấy các bức tượng Phật vẫn đứng vững dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy. Động đất kinh hoàng, lũ quét ập đến, bầu trời Trung Quốc vẫn âm u và mưa suốt từ đêm ngày 29 tháng 7 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sấm sét đùng đùng khiến cho dân chúng Trung Quốc kêu la thảm thiết và liệu rằng có phải ông trời đang muốn trừng phạt Trung Quốc hay không? Đó vẫn là một câu hỏi mở khi khắp nơi đang xảy ra mưa lũ xối xả, xảy ra ngập lụt và tình trạng người dân không kịp di tản và chìm trong biển nước. Toàn bộ đất nước Trung Quốc từ Nam sang Bắc, từ Đông sang Tây, nhiều nơi đã xảy ra mưa bão và khắp nơi xảy ra lũ lụt. Một cư dân mạng bình luận rằng ông trời và mẹ thiên nhiên đang muốn trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là Tập Cận Bình, người được cho là đứng đầu chuyên đi xâm chiếm Biển Đông, lãnh thổ các nước trong khu vực. Thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua, đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như các trang mạng xã hội đưa tin về tình hình mưa lũ, bão tố mịt mờ ở Trung Quốc, kèm theo đó là rất nhiều các bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng sấm sét có đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền của Tập Cận Bình cũng không hết tội. Có rất nhiều ý kiến khác bình luận cho rằng
mong trời đất hãy tiếp tục ra tay chỉnh trị tận gốc Trung Quốc, bởi vì chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Hầu hết các ý kiến đều nói Trung Quốc chính là nguyên nhân gây ra những rắc rối trên thế giới. Điều đó đã được minh chứng bằng những cuộc đụng độ nảy lửa trên Biển Đông, đối đầu căng thẳng ở biên giới, đánh chiếm các quần đảo Trường Sa, đâm chìm tàu cá ngư dân các nước lân cận, gây ra rất nhiều rắc rối cho thế giới. Ngoài ra còn gây ra nhiều hiềm khích với Mỹ, luôn nuôi cái tham vọng nguy hiểm khi thôn tính Hồng Kông, Đài Loan, Macau, hòng khống chế thế giới. Ngoài ra còn bao nhiêu tội ác khác. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian vừa qua, bầu trời của phía Trung Quốc liên tục nắng nóng dẫn đến hạn hán, rồi trời u ám, đen tối mang theo những cơn mưa to đến rất to, liên tục ùn ùn chút hàng tỷ mét khối nước từ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp đến hạ nguồn sông Dương Tử, từ đông sang tây, từ bắc tới nam. Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua tổng cộng 2 tuần liền bị mưa lũ càn quét, thiệt hại không thể quy đổi bằng tiền. Thế nhưng chính quyền Tập Cận Bình một mặt nói rằng dân chúng Trung Quốc vẫn đang rất ổn, quân đội Bắc Kinh vẫn đang bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông. Mặt khác, ông Tập lợi dụng việc mưa bão kéo dài trong nhiều ngày vừa qua để kêu gọi các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ủng hộ Trung Quốc bằng tiền, bằng lương thực, bằng thực phẩm hoặc là bằng vàng cũng được, để Trung Quốc phân phát cho những người dân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa của họ đã bị lũ cuốn trôi hết. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ rằng những khoản trợ cấp ủng hộ các nước đối với nhân dân vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc đã bị ông Tập Cận Bình mang đi đầu tư vào quân sự, quân đội để đi gây chiến với các nước. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng các nước không nên ủng hộ tiền hay vật chất cho Trung Quốc bởi vì tiền ủng hộ đó đâu có đến được tay người dân bị lũ lụt. Đấy là nguyên nhân vì sao rất nhiều người dân của Trung Quốc không có niềm tin vào người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nữa. Càng ngày họ càng bị chính quyền ông Tập coi không ra gì. Bắc Kinh giờ đây không còn là Bắc Kinh của ngày xưa nữa, giờ họ chỉ biết đi xâm chiếm, gây gổ, gây hấn, muốn đè bẹp các nước, mong cho Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày 5 tháng 8, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, lũ lụt tồi tệ ở đất nước này trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mùa hè năm nay, hàng chục triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt lở đất ở các thành phố, làng mạc tại hàng chục tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn vùi dập 27 trên 31 tỉnh thành, ảnh hưởng đến khoảng 77 triệu người dân, khiến 155 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Nhưng con số này được cho là mới thống kê, và thực tế của nó phải gấp hàng trăm lần. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở tỉnh Quảng Tây và Quý Châu. Vào đầu tháng 6, những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm tỉnh Giang Tây, phía đông An Huy, phía nam Hồ Bắc, miền Trung. Ứng phó với khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt được nâng lên cảnh báo cao nhất ở nhiều nơi, quy mô của thảm họa là rất lớn. Mực nước của 304 con sông vượt mức báo động đỏ kể từ đầu tháng 6, trong đó có 53 con sông ở mức cao kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại mưa ở Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt. Dự báo trong các tháng tới, Trung Quốc còn đón nhận từ 5 đến 7 trận mưa to đến rất to, làm cho mực nước từ các con sông Dương Tử tăng lên đột biến và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp. Rất nhiều tờ báo trên thế giới trong những ngày vừa qua đồn đoán rằng con đập Tam Hiệp đã vỡ, nhưng hiện tại các chuyên gia thủy lợi Trung Quốc nói rằng con đập vẫn chưa bị vỡ. Nhưng nhiều khả năng nó sẽ bị bục và hoặc là bị lở bởi mưa to, lũ quét, sấm sét ập đến trong một vài ngày tới. Tình hình mưa lũ của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm trong một vài ngày tới, bởi vì mùa lũ đang ở đỉnh điểm. Tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Giang Tây, đê sông bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh của trận lũ lịch sử năm 1998 khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người đã mất nhà cửa, ngang với cả đại dịch COVID-19 vừa rồi. Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi đại thảm họa bắt đầu giáng xuống đất nước Trung Quốc, vẫn kéo dài cho đến nay không ngừng nghỉ. Nhưng hầu như thông tin về các trận lũ lụt động đất, sóng thần hay tình cảnh khốn khổ người dân ra sao thì hầu như được truyền thông đại lục đưa tin rất nhỏ giọt, thậm chí là ngó lơ không quan tâm. Cũng chính vì lý do đó mà 1,5 tỷ người dân Trung Quốc bức xúc và thốt lên. Giới chức công quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trốn đi đâu cả rồi? Giới truyền thông trong nước chết hết rồi sao? Hàng loạt bình luận của người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc tỏ ra sự bất bình cực độ với Đảng cầm quyền và Tập Cận Bình cùng với giới truyền thông chính thống của nước này. Việc tỏ thái độ hờ hững, im re trước đại kiếp nạn mà người dân đại lục đang phải oằn mình gánh chịu.
trong khi đó thì rất xông xáo với tình hình của các nước trên thế giới. Chẳng hạn như việc đánh chiếm bãi tư chính về tay cho Bắc Kinh đang trở nên như thế nào, cuộc chiến Nga và Ukraine như thế nào, khiến người dân cả nước đại lục bắt đầu ngao ngán, phẫn nộ. Phải kể đến từ tháng 6, do mưa lớn kéo dài không dứt, khiến 11 tỉnh thành miền Nam Trung Quốc đã ngập nặng, khiến cuộc sống của hơn 35,5 triệu người dân hàng ngày bị ảnh hưởng. Hàng trăm người chết và mất tích, hơn 120.000 người vào thời điểm đó đã phải sơ tán khẩn cấp. Đến nay mới bước vào đầu tháng 7, nhưng hiện tại mưa lũ, động đất, sóng thần đã và đang hoành hành tại nhiều khu vực từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây của đại lục. Tuy nhiên, đứng trước sự khổ nạn to lớn của người dân, truyền thông Trung Quốc trước sau như một vẫn im lặng như tờ. Vẫn rất tập trung mọi nguồn lực, ra sức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo phi pháp của mình trên Biển Đông và Đài Loan, rồi điều hàng ngàn quân lính ra Biển Đông xâm chiếm lãnh hải các nước láng giềng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới và tình hình rối ren trong đất nước của mình, khiến cho cư dân mạng không khỏi bức xúc. Nhưng sự dối trá của giới cầm quyền Tập Cận Bình vẫn không qua mắt được quốc tế khi đồng loạt các tờ báo nổi tiếng thế giới CNN, Reuters hay đài phát thanh quốc tế của Đức đưa tin rằng trận lũ lụt trong một tháng vừa qua đã khiến gần 1/4 dân số đất nước Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng ngàn người phải bỏ mạng hoặc mất tích vì thiên tai dữ dội, hiếm hoi lắm mới được truyền thông nhà nước thu hút đưa tin. Nhưng đưa tin ca ngợi về cảnh đẹp của đất nước sau lũ lụt. Còn nhớ trong những ngày đầu tiên khi lũ lụt mới khởi phát, thì hầu như không thấy bản tin nào về thiên tai được phát sóng trên đài truyền hình của Trung Quốc CCTV. Những hình ảnh như nước lũ dâng cao, nhiều thành phố bị ngập thành sông hay hàng ngàn ngôi nhà bị đổ sập, người dân bị mắc kẹt trên những mái nhà, hàng triệu ô tô bị cuốn trôi chỉ có thể nhìn thấy trên các trang mạng xã hội như Weibo hay TikTok mà người dân truyền tai nhau chia sẻ. Nhưng chỉ trong vòng 30 phút sau là toàn bộ những hình ảnh về lũ lụt tại Trung Quốc lại biến mất một cách khó hiểu. Nhưng không ai biết rằng những điều này do lệnh của Tập Cận Bình buộc lực lượng an ninh mạng Trung Quốc xóa bỏ những bài viết này, thậm chí bỏ tù những người chia sẻ bình luận. Những hình ảnh mà Tập Cận Bình cho là gây bất lợi đến hình ảnh của quốc gia mà toàn bộ các phương tiện truyền thông chính thức đều phải tập trung vào các sự kiện của thế giới và những công thức mới từ quốc gia khác. Điều này cho biết người dân kinh ngạc và thốt lên đài truyền hình CCTV đang nằm ở đất nước nào mà rốt cuộc đang phục vụ cho ai. Trong khi đó, mấy ngày vừa qua tại tỉnh Phú Xuyên, Trung Quốc, một trận mưa kéo dài gây lũ quét và đã tàn phá kinh hoàng nơi đây. Hàng ngàn xác chết gây mùi hôi thối của con người trôi nổi trên những dòng sông và một vùng đất công nông nghiệp ở tỉnh miền Tây Nam nước này. Theo Nhân dân Nhật báo online cho biết, cơ quan y tế và an toàn tỉnh Quảng Tây đang xử lý khử trùng khoảng 1.600 xác chết sau khi nước lũ tràn ngập qua các vùng hạ lưu, làm rất nhiều người và gia súc chết. Được biết, các khu vực nằm trong một thung lũng ở thành phố Lôi Châu được bao quanh bởi các dãy núi dốc đứng nên mực nước dâng lên nhanh chóng. Sau những trận mưa như chút nước không ngừng, hình ảnh các thung lũng hẻo lánh có các tòa nhà trang trại ngập lụt đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy hàng ngàn xác chết trôi nổi cùng với rác thải và các mảnh vỡ thật đáng sợ. Các chuyên gia thời tiết cho biết, lượng mưa gần 400mm rơi xuống chỉ trong vòng 20 giờ, gây lũ quét khắp khu vực. Một trong những số nông dân tìm cách để đưa súc vật đến những nơi an toàn. Nhưng tại trại lợn ở Đại Hóa, các nhân viên trong trại đã không thể sơ tán kịp thời. Một nhân viên nói, mực nước tăng từ 0-3m chỉ trong vòng vài phút và chúng tôi không biết phải làm gì. Cuối cùng, chúng tôi phải chứng kiến cảnh hàng chục nghìn xác chết động vật bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Mặc dù đa số người dân cũng biết bơi, nhưng do lũ xiết và bị mắc kẹt trong các vòng xoáy không thể thoát khỏi dòng nước lũ nên đã chết. Chỉ khi mưa tạnh và nước bắt đầu rút dần thì mọi người mới chứng kiến mức độ thật sự của thảm kịch này, với hàng trăm ngàn các xác trôi nổi đầy vùng. Hiện cơ quan chức năng y tế an toàn phải đối mặt với nhiệm vụ loại bỏ toàn bộ xác chết, đảm bảo rằng chúng được khử trùng và hỏa thiêu. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Weibo của Trung Quốc bày tỏ quan ngại rằng xác con người có thể chôn cất hỏa thiêu, nhưng lợn, gà, trâu, bò, gia súc thì không. Chúng có thể tái hóa thành thịt lợn và được tiêu thụ tại các chợ địa phương hoặc tại các nhà hàng thức ăn nhanh. Đây là điều mà các quan chức nên chú ý đến. Các quan chức đang nhấn mạnh rằng tất cả các xác chết sẽ được xử lý và hứa rằng họ sẽ không để bất kỳ ai đưa thịt chúng lên bàn ăn. Được biết, trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt liên tục cho 40 quận tại 10 thành phố của tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Vũ Hán, Trung Quốc, làm gần 10.000 người chết và 2.000 người khác bị mất tích. Theo ước tính, tổng số gần 6 triệu người và 49.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lũ lên cấp 3 ở một số tỉnh miền Tây nước này, sau khi thời tiết diễn biến đột ngột xấu đi.
Theo Tân Hoa Xã, dự báo những trận mưa cực lớn cũng sẽ trút xuống các khu vực tại địa bàn và các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên thuộc phía Tây Trung Quốc. Một số nơi có khả năng xuất hiện lượng mưa trên 200mm/giờ, kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh nguy hiểm. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam về lũ lụt ở các địa bàn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Chính quyền các địa phương cũng đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với lũ lụt, lở đất và lũ bùn. Những hoạt động ngoài trời ở khu vực dễ xảy ra thiên tai bị cấm hoàn toàn cho tới khi có thông báo mới. Mưa lũ đã khiến hơn 6 triệu người ở Tứ Xuyên phải sơ tán. 31 con sông trên địa bàn tỉnh này vượt quá cảnh báo lũ. Từ đầu tháng 8 tới nay, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc đã xảy ra ở các tỉnh phía Nam, khiến gần 25.000 người thiệt mạng và mất tích, 31 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại cho nền kinh tế lên tới 25,78 tỷ đô la Mỹ. Trong lịch sử Trung Quốc, lũ lụt luôn là một loại thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho người dân. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ ở Trung Quốc, trong đó phải kể đến các yếu tố như khí hậu, địa hình và sự phân bố dân cư. Theo CNN, Trung Quốc có 5 vùng khí hậu, hầu hết ở khu vực phía đông, phía nam của nước này nằm trong khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới gió mùa. Điều này khiến khí hậu ở các vùng này trở nên nóng ẩm, gây ra mưa lớn thường xuyên kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, tăng khả năng xuất hiện lũ lớn. Năm nay, lượng mưa ở khu vực phía đông nam của Trung Quốc đã cao hơn đáng kể so với những năm trước đây. Còn ở lưu vực sông Dương Tử, lượng mưa trung bình năm nay cao nhất trong vòng 60 năm qua, khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Về địa hình Trung Quốc hình thành từ các cao nguyên, đồng bằng, bồn địa, đồi núi. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, vào năm 2012, khoảng 738.000 m² đất đá bao gồm hầu hết các khu vực phía Nam, phía Đông của Trung Quốc đều thấp hơn mực lũ của các con sông chảy qua vùng đồng bằng. Trong mùa lũ, những khu vực này rất dễ bị ngập lụt. Nếu vẽ một đường thẳng từ thành phố Hà Bắc, Hắc Long Giang đến thành phố Đằng Sung, Vân Nam, ta sẽ thấy rõ một con đường gọi là đường hồ xuất hiện trên bản đồ đường hồ bao gồm các sông, hồ lớn, nhỏ liên tiếp nhau. Trung Quốc có lịch sử nông nghiệp hàng nghìn năm. Từ thời cổ đại, người Trung Quốc đã sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Việc sống sát các hồ đảm bảo mùa màng bội thu khi có nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ. Vì vậy, ở Trung Quốc, những tỉnh thành có sông, hồ lớn luôn thu hút nhiều người tới định cư. Các thành phố với dân số hơn 10 triệu người, bao gồm Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu, Vũ Hán, được nằm ở phía đông của đường hồ. Đây là nơi sinh sống của hàng chục triệu người và có ảnh hưởng nền kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, việc xây dựng sát bờ sông khiến diện tích đầm nước ven sông bị mất đi nước. Vì vậy, nước chảy xiết hơn, dễ tràn vào các khu đô thị và gây thiệt hại nghiêm trọng. Giải mây Mai cũng kết hợp với biến đổi khí hậu, được cho là nguyên nhân lớn khiến cho mưa lũ năm nay ở Trung Quốc kéo dài và nghiêm trọng hơn. Kính thưa quý vị, trong nhiều ngày vừa qua, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Trung Quốc, gây lũ lụt, làm ngập đất canh tác, gián đoạn giao thông và khiến nhiều người dân bị mắc kẹt. Thành phố Kỳ Dương ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc hứng chịu đỉnh lũ trong nhiều ngày qua. Tại một số làng, nước sông tràn bờ, nhấn chìm nhà cửa và ruộng lúa, gần 900 dân làng đã được sơ tán. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, mưa liên tục làm ngập đường phố và gây lở đất ở các vùng nông thôn. Mực nước ngập đo được tại một số nơi lên tới 20cm. Chính quyền địa phương đã triển khai phương tiện và nhân viên nạo vét tại một số nơi để đảm bảo giao thông. Mưa bão làm đổ cây, gây ngập úng và lở đất ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, khiến một số cư dân trong làng bị mắc kẹt. Tại tỉnh Cam Túc, hơn 1.300 người bị ảnh hưởng và 266 ha đất nông nghiệp bị ngập lụt, gây thiệt hại ước tính 2,29 triệu nhân dân tệ. Trung Quốc đang trải qua đợt diễn biến khí hậu bất thường khiến cho ngành nông nghiệp của nước này bị thiệt hại nghiêm trọng. Lượng mưa lớn đã làm gián đoạn vụ thu hoạch lúa mì ở các tỉnh miền Trung của nước này và được đánh giá là vụ gián đoạn tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Trong nhiều ngày qua, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nhiều khu vực của Trung Quốc gây lũ lụt, làm gián đoạn giao thông và khiến cho nhiều người dân bị mắc kẹt. Thành phố Kỳ Dương ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc hứng chịu đỉnh lũ trong nhiều ngày qua. Tại một số làng, nước sông tràn bờ nhấn chìm nhà cửa và ruộng lúa. Gần 900 dân làng đã được sơ tán tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Mưa liên tục làm ngập đường phố và gây lở đất ở các khu vực nông thôn. Mực nước ngập đo được tại một số nơi lên tới 20cm. Chính quyền địa phương đã triển khai phương tiện và nhân viên nạo vét tại một số nơi để đảm bảo giao thông. Mưa bão làm đổ cây gây ngập úng và lở đất ở các thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây khiến một số cư dân trong làng bị mắc kẹt. Tại tỉnh Cam Túc, hơn 1.300 người bị ảnh hưởng và 266 ha đất nông nghiệp bị ngập lụt.